Kính thưa quý vị, sau hơn 9 tháng trùng tu và sửa chữa với chi phí hơn 10 triệu Mỹ Kim, vừa qua, công viên Hải Dương Sydney của Úc Đại Lợi đã mở cửa đón khách trở lại. Đây hiện là nơi tập trung của rất nhiều loài sinh vật biển quý hiếm, trong đó có những loài đặc hữu của Úc Đại Lợi. Công viên Hải Dương mới được trùng tu hiện đang trưng bày tổng cộng 13.000 cá thể sinh vật khác nhau, 700 chủng loài khác nhau trong 8 triệu lít nước biển. Điểm đặc biệt nhất của công viên là lối đi dạo ngắm cá mập, một khu vực ngắm cá mập qua kính, và nơi đây hiện trưng bày hơn 50 loài cá mập khác nhau. Trước ngày mở cửa một tuần, các công nhân của công viên đã phải sử dụng các cần trục để nâng một số sinh vật to lớn vào ngôi nhà mới của chúng. Thị trưởng Sydney cho biết công viên Hải Dương mới sẽ giúp thu hút nhiều khách du lịch hơn cho đến thành phố này. Công viên Hải Dương này hiện có 14 khu vực chủ đề như vịnh cá đuối, đầm rừng đước.